Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin giới thiệu cho các anh chị và các bạn dự án Aqua City của chủ đầu tư là Novaland. Dự án tọa lộ tại Hương Lộ 2, Ngô Quyền nối dài cạnh quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì Aqua nằm ở xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai. Trước mặt của chúng ta đó chính là khu nhà mẫu của dự án Aqua City. Thì hiện bây giờ các khu biệt thự, nhà phố liên kế, nhà mẫu đã gần như hoàn thiện, các anh chị có thể tham quan vào các dịp cuối tuần. Dự án đã được mở bán qua khá là nhiều giai đoạn và hiện bây giờ cũng còn khoảng hơn phân nửa của dự án. Thì dự án của chúng ta có tổng cộng hơn 900 hecta. Trước khi đi vào chi tiết hơn thì mời các anh chị và các bạn xem video clip của chủ đầu tư Novaland. Khu đô thị sinh thái Aqua City nằm ở xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai, sở hữu vị trí trung tâm kết nối giao thông đến Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Dự án nằm trên trục đường lớn Hương Lộ 2, Ngô Quyền nối dài cạnh quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Aqua City nằm trong bán kính chỉ 5 km đến sân góp Long Thành và Thủ Đức, 7 km đến khu du lịch quốc tế Sơn Tiên, 5 km đến bệnh viện quốc tế. Dự kiến sau khi đường Hương Lộ 2 được hoàn thiện và đi vào vận hành, kết nối vào cao tốc Long Thành Dầu Dây, thì từ dự án về Sài Gòn chỉ mất khoảng 15 phút bằng xe hơi. Thì hiện dự án Aqua City đã được tổng diện tích khoảng hơn 900 hecta, bao gồm các loại hình như shop house, nhà phố, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. Khu đô thị vệ tinh Aqua City được phát triển bởi Novaland. Đó là nhà phố cao cấp, quy mô nhất trong toàn khu đô thị Long Hưng City, đáp ứng hầu hết các nhu cầu từ an cư đến đầu tư của mọi khách hàng. Thì khu đô thị Long Hưng City có quy mô là 1.300 hecta, tọa lạc tại xã Long Hưng, Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là khu vực trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam và đang có hệ thống hạ tầng kinh tế phát triển giàu loại bậc nhất của tỉnh Đồng Nai. Aqua City ra đời đón xu hướng đầu tư tại khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.
với khuôn viên hơn 900 hecta, bao gồm đầy đủ các loại hình dịch vụ. Trên màn hình của chúng ta, cái đoạn đường lớn đó chính là đường Hương Lộ 2, và chỉ mới hoàn thiện một nửa thôi mà đã các anh chị thấy là khá là lớn và chạy dọc theo bờ sông Đồng Nai. Phía bên kia sông đó chính là khu đô thị Vinhomes Grand Park quận 9 của chủ đầu tư là Vingroup. Hai khu đô thị Aqua City và Vinhomes Grand Park sẽ hỗ trợ cho nhau, cùng nhau phát triển hơn. Mình nghĩ sau này khi mà hai khu đô thị này đi vào hoạt động, chắc chắn sẽ có những cái bến phà để kết nối hai khu đô thị này với nhau, để cho cư dân dễ dàng dần di chuyển hơn trước khi cầu Đồng Nai sẽ được khởi công. Đây là những căn nhà mẫu đã được hoàn thiện, cho đến thời điểm này là đã được hoàn thiện. Khu đô thị Aqua City được chia ra nhiều phân khu như The Valencia, The Grand Villa, The Stella, The Suite, The Elite, River Park, chia ra khá là nhiều phân khu và với những cái chức năng khác nhau, cùng với các thiết kế cũng khác nhau, đa dạng các sản phẩm cho các anh chị nếu mà có nhu cầu đầu tư hay là lựa chọn sinh sống ở đây. Khu đô thị được tự hào là được bao quanh bởi hầu hết các nhánh sông từ sông Đồng Nai đổ vào. Và đây là một môi trường sống khá là lý tưởng, gần các khu du lịch như khu du lịch Sơn Tiên khá là lớn nhất ở Việt Nam ở chúng ta nếu khi mà đi vào hoạt động. Chủ đầu tư là Suối Tiên. Và đặc biệt là Aqua City Novaland có những cái chính sách bán hàng rất là tốt cho các nhà đầu tư. Ví dụ như trong 3 năm chúng ta chỉ thanh toán. Thì hỗ trợ vay 40% đến khi nhận nhà. Trong vòng 36 tháng. Các anh chị nào quan tâm về dự án Aqua City hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 676655. Mình cũng sử dụng Zalo, Viber, Telegram cho số điện thoại. Đó, các anh chị thấy là khi ở giữa sông là chúng ta có thể thấy được bên kia Vinhomes Grand Park. Tới đây thì Khoa xin tạm ngưng video clip. Các anh chị nếu mà thấy kênh hữu ích hãy đăng ký, subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.